Xin chào mọi người nhé. Thưa hôm nay Smart Home giới thiệu với mọi người về cái bộ điều khiển khóa cửa bằng Wi-Fi. Mình có thể mở cửa bằng Wi-Fi hoặc là tay khiển GPS nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Các bạn nhấn thêm vào thiết bị này. Ở đây quick button này. Đăng nhập mật khẩu này. Tiếp đến là các bạn chuyển sang cái bộ này và nhấn giữ trong vòng 10 giây. Mình sẽ đếm này. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. 10 giây thì bạn thấy ra này. Ở đây nhấn vào tiếp theo này. Đợi trong khoảng tầm 30 giây 1 phút thì thiết bị sẽ tự động kết nối với Wi-Fi của bạn. Đấy, nó đã tìm ra cái Wi-Fi rồi đấy. Thì chờ một chút là nó sẽ kết nối được. Ở đây thì các bạn có thể đặt tên đổi tên nhé. Đây ví dụ như mình đặt đổi tên luôn là cửa nhà này. Cửa phòng. Ok, sau đây là nhấn hoàn thành. Ở đây mình đã có cái cửa phòng rồi. Đây các bạn nhìn cái khóa nhé, mình điều khiển cái khóa này. Đây mình điều khiển cái khóa này. Đấy. Thì ở đây khi mà các bạn chưa cấu hình thì cái khóa này nó sẽ được hút rất là lâu. Nó nhả khi mà các bạn nhấn vào đây. Thì để tránh trường hợp mà mình quên trường hợp khóa cửa thì mình sẽ chọn cái chế độ đến lùi. Đây các bạn chọn cái hình ba chấm này. Vào cài đặt này. Chọn cái tính năng đếm ngược này. Đặt cái tính năng đếm ngược này lên. Sau đấy là chọn cái thời gian đếm ngược. Ở đây thường là mình chọn là 3, 4, 5 giây tùy các bạn. Nhưng mà chú ý không đến để quá 10 giây thì như thế thì cái cửa thọ của khóa nó sẽ nhanh hỏng. Thì mình được 4 giây là ok rồi. Đấy. Không quay lại. Đấy, thì mình nhấn cái khóa này, các bạn chú ý cái khóa nhé. Nó sẽ tự hút này. Đấy. 4 giây nó sẽ tự giật ra. Đấy, trường hợp mình có quên cũng không sao cả. Ở đây là tay khiển GPS thì mình dùng một nút nhé. Đấy. Báo lên điện thoại luôn. Một số tính năng mới của cái bộ này thì có thể báo được cả notification này. Đây tức là cái có ai mở cửa. Nhưng cái tính năng này mình hiện tại mình dùng thì nó nhiều khi nó báo không chuẩn lắm, bởi vì app các bạn mà không truy cập hàng ngày thì nó sẽ không báo. Đây cái này thì nhiều khi có thể kiểm soát được cái thời gian ra vào của cửa. Đây ví dụ như mình các điện thoại đi một cửa này thì điện thoại nó sẽ báo về đấy, một cửa phòng bật này, một cửa phòng tắt này, thời gian này, đây khi nhấn nút lên cái này điện thoại nó sẽ báo về. Tính năng này thì hiện tại cái báo này mình thấy là nhiều khi nó báo, nhiều khi nó cũng không báo, nhưng cái này mình chỉ giới thiệu cho các bạn xem thôi. Bây giờ mình sẽ vào Everyday để mình điều khiển thử nhé. Ở bên này thì có thể điều khiển được trên iOS, Android, điều khiển được, chia sẻ được cho gia đình nhé. Thì phần chia sẻ thì có cái phần chia sẻ ở trong này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình.